Thưa quý vị và các bạn, là hoạt động trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2016 do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, Cục Xúc tiến thương mại Vietjet và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Hội chợ Hùng Vương 2016 được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Phú Thọ và các tỉnh khu vực phía Bắc nói riêng cũng như cả nước nói chung trong năm 2016. Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, hội chợ Hùng Vương năm 2016 là cầu nối hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khu vực Trung Du miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung gặp gỡ giao thương, quảng bá hình ảnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Hội chợ Hùng Vương năm 2016 có quy mô khoảng 350 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp và các đơn vị trong và ngoài tỉnh Phú Thọ sẽ trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm có chất lượng, mẫu mã phong phú, đa dạng. Hội chợ cũng góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch giữa các tỉnh thuộc khu vực. Hội chợ với quy mô hơn 350 gian hàng của gần 200 tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuộc 12 tỉnh thành phố trên cả nước. Trong đó có sự tham gia tích cực của các địa phương phía Nam tham gia trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá nhiều sản vật của các địa phương phong phú và đa dạng như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, phân bón, điện, điện tử, nông lâm thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ, vân vân. Thông qua hội chợ Hùng Vương năm 2016, các tổ chức doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và các tỉnh thành phố khác đã quảng bá hình ảnh, tăng cường giao lưu thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Và đây cũng là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung gặp gỡ giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Bùi Huy Sơn cũng khẳng định, hội chợ không chỉ là dịp giới thiệu các đặc sản của Phú Thọ mà còn là cơ hội để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền khác. Đồng thời, hội chợ còn giúp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội giao thương, hỗ trợ địa phương giới thiệu thế mạnh trong thu hút đầu tư và là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cục Xúc tiến thương mại Hùng Vương, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Phú Thọ, cũng giám sát phối hợp chặt chẽ trong quá trình quản lý và tổ chức những hội chợ như thế này. Và đặc biệt là tại hội chợ Hùng Vương thì chúng tôi cũng ghi nhận những kết quả có thể nói là thiết thực. Việc tổ chức thành công hội chợ Hùng Vương năm 2016 là một trong những hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đa sắc màu, chào đón nhân dân và du khách thập phương về tham dự các hoạt động giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2016. Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ quảng bá giới thiệu hình ảnh, con người, vùng đất tổ giàu bản sắc văn hóa, giàu tiềm năng và tăng cường mối quan hệ giữa Phú Thọ với các tỉnh thành trong cả nước.